Dạ hello cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Hoài Phong TV nha mấy anh chị. Thì hôm nay là chỉ có mình anh em với camera mấy anh chị à. Mấy anh em kia chưa có tập trung lại. Có mình anh em lại sớm để dành cái võng nha mấy anh chị. Thì hôm nay em cũng có một màn con dành cho tất cả những thí sinh ưu tú của em nha mấy anh chị ơi. Thì cái màn con của em là cái gì thì cả nhà cũng đón xem nha. Bây giờ em sẽ đi vô chạy đặt cam nha mấy anh chị. Dạ giờ em sẽ đặt cam đây nha mấy anh chị. Giờ em làm giống nha. Vịt lộn xào me. Vịt lộn hay vịt kia, vịt lộn trắng rau rác rồi ngon sao. Vịt chiên là không tốn tiền rau. Vịt lộn mới tốn tiền rau cái nữa. Không, vịt lộn là tốn ngon à, món đó là ăn ok luôn chứ. Vịt mình chấm với rau luộc nè, rau muống, rau đồng. Chai rồi chấm phải rau đồng hay rau. Ừ. Phải rau chấm hột vịt à. Vịt chấm rau à. Mấy nhà có cái nồi rất to không? To à. Một tấm mỡ bỏ vô là rau chấm đó, là được okay rồi. Ok đó. Sao? Gì? Mình dứt luôn hay gì? Dứt luôn. Hột vịt đi. Vịt ngoài quá đầy kìa, mua 20 trứng nhậu mệt xỉu. Nhậu mệt xỉu không nhậu luôn nè. Luộc 10 trứng mình làm hai món đi, 10 trứng luộc, 10 trứng chiên. Chiên mình chấm với nước tương tớt. Ngon á. Có lâu đổi món. Nào khác là hai món đó không? Có trứng á. Trứng có làm món gì khác nữa không? Có, nó nấu canh với cà chua. Ăn chưa? Chưa. Trời chị không biết rồi đó, tôi nấu cho ăn rồi ơi. Trứng. Cà trứng á. Ngon mà. Hột vịt xào me. Ừ. Hột vịt chấm ống guốc cũng được. Nè ống guốc kìa. Chấm guốc luôn đi. Được rồi, chấm ống guốc. Rồi điện mấy thằng kia vô chạy sao nó không tiêu chơi rồi. Quay lại lại về nhau nhạc chi. Làm gì trời? Làm lâu nhất lần tôi vướng đầu. Tôi vướng mất, tôi công chỉ vậy nè nhỏ. Ờ, chờ công chỉ nè bao á. Sỉnh có tắm đâu. Ô trời ơi, mở này chưa nói nhậu đã mửa đi quá. Chưa nói nhậu ta tắm quá. Ô là trời nó hành, chắc nó hành cũng đắt ông vậy trời. Bố đậu sao chơi gì được cái trời. Sao không được? Lên nách đi ông nội ơi. Hết lăn nách rồi. Thôi quắc vậy trời. Không được gì chứ cái được có mượn hành hơi nhiều. Bố đậu hồi kia với đây sớm. Chú xíu nhậu hộp vịt nhé, để hành nhiều nhiều nha. Chỉ cái gì vậy đó? Cam để đâu rồi? Cam để đâu? Ừ, để trời ơi, cam. Bố đậu chơi thú vịt quá, trời ơi, thằng ánh đấy bà ơi, thúi chết bà. Hát nữa bây giờ á. Đâu nhở? Mới có gì giờ em hả chị? Này chưa đãi chút xíu. Chút xíu tao hồi phòng sẽ xuất sắc hơn nha mấy anh chị. Lâu quá, ông này lao vũ khí gì lâu quá lâu. Thank you.
quá trời nóng lực. Hãy cho ta một thùng bia ớt lạnh. Hello, mình say. Ủa, lại đâu? Mình tên cho anh Nguyễn Cần. Mày là ông thằng ướt cho tao cái gì mà mày vô đây mình đánh tao? Sao quăng tấu ai? Mặt cũng kinh như là giỏi. Tét lỗ tai chưa sợ. Xong cục luôn cái lỗ tai luôn. Rồi thành xây một lỗ. Sao kêu xây một lỗ? Tại vì có một lỗ tai. Cắt đi. Nó lấy trong túi đâu hả? Đâu có trong túi đâu có không? Xây lần này lần tiên tiền để đâu chưa hết. Nè mấy nó trong túi tao nè, ê. Thôi có. Chơi bờ cho nên làm không, chứ không chơi bờ cho nên tiền để đâu cho hết. Tiền để cho nợ ngân hàng. Nhậu là cũng không nhậu nè. Không phải là cũng nhậu mà tại nhậu cũng được. Hút thuốc thì cũng ít nè. Có lén lút thì có. Gì vậy? Rồi tiếp tục. Sợ bạc là không có luôn. Nói chung là đam mê là cũng không có. Chỉ biết sáng gọi bác ra. Ngủ tới 8 đến giờ các em sạch xe. Thằng sáng đi làm. Tối mình 7-8 giờ vậy đó là cái gì nữa, đi đâu chơi nữa giờ. Dạ. Đốt thời gian. Đốt thời gian, đốt cái đồng hồ á. Đốt thời gian nè. À, còn... Thôi cũng chỉ đốt dùng coi. Xỉu luôn. Giờ này giấc cái mùi nó ác gì như vậy. Ngày qua giờ có tắm đâu, ngày qua nhậu xỉn mới có tắm đâu. Vô đây nè. Dạ chứ khốn nạn ơi. Không. Còn bến nè. Má trời gì đó mà cây ơi. Rồi cánh thiên thần. Hơn có mùi hằng. Rảy, rảy cái đó vô qua mặt mày. Rảy biết bao lâu nữa mày chịu nổi không? Không. Thiên thần bị diêm cánh. Dạ chứ. Muốn nữa hả chị? Còn bến nè. Thử đi cho biết mùi đời với ta. Nghĩ quay được. Giờ luôn. Đâu vậy? Chạy ngoài quên chạy đầu vô nghe. Đi ơi, môi dùm chai lăn nách đi. Chưa ói. Cái này đáng là cái này chắc em cởi áo rồi mấy anh chị. Cỡ áo ra đi chứ. Trong cái áo này chắc cũng cái áo này, chắc không có đậm đà gì mấy đâu. Đi sáng đêm. Buồn quá ngủ. Hết đầy ngày. Buồn quá gì không được, hôm nay cũng được đi nữa hay gì. Không có đâu à. Đi dạo thôi. Đi đêm có ngày gặp ma. Thôi không có ma là lát tôi nổi đâu. Bỏ. Con ma tóc dài. Đi nha, anh mở là chưa sợ. Chơi dao có ngày đứt tay. Đi đêm có ngày gặp ma. Mình đi ban ngày là ôi, mãi mãi. Người
ta tù thủng nhớ còn sẵn ba đang đi đâu thân. Vì tối nhậu rượu. Hết tiền rượu bia. Không phạt à? Không bỏ đâu. Trời ơi, bay ơi. Ông Tú ơi. Trời ơi, không lẽ nào đây là sự thật? Giờ chơi gì khốn nạn vậy trời. Đứa là trời ơi, đứa hầm ra mồ hôi đưa cái đánh được cái lỗ bự của người ta. Ngày qua giờ chưa tắm, ngày qua nhậu trời ơi chị. Trời ơi chị. Hết trơn giọng rồi. Hết trơn giọng rồi. Gà cơm sáng giờ mới tỉnh lại đi quay đó. Không tắt đâu. Hổ hành rồi đó. Hổ hành, nghe hổ hành nè. Có hổ hành nó bọc băng rồi đó ông. Chánh năm nay nữa mới có 30 năm chứ, mới có 20 năm chứ nhiều. Bởi nó thúi thường là bấm nữa. Trời ơi là trời, chơi gì mà khốn nạn thì Quy. Có cách nào chị không? Thôi tôi không biết đâu, mua hành gì đó đập vô. Cái nữa còn bên nè. Quay thử bên này rồi giống bên kia không? Không. Thử thử đi. Chị nhậu nè. Không. Nhậu hết vô rồi. Bỏ cơm. Nhậu với gà hấp hành. Đập cơ không hành luôn, nó mọc rốt tay rồi. Bắt cái ai gì? Lỡ bắt cái ai? Tôi với ông nội với ông. Lỡ bắt cái ai? Nghe luôn. Bắt cái ai? Quay. Làm gì? Bỏ cơm luôn. Đi ngoài đi. Trời ơi, bất đúng nha. Thôi khỏi. Đi mua giùm chai rượu mà nộn lên. Thôi đi giờ ngủ luôn rồi. Trời ơi mắc dài thiệt chứ. Mình là sao đôi ta lại chẳng sức bác đi chung một chiếc gà đời. Đã lỡ biết trước câu chỉ nếu không vui. Thôi đi ông nội, ông đừng có cá áo gì con. Chứ mình cứ qua thấy tôi ơi hời đó rồi đó. Làm gì hời trời. Cũng trà quá nữa thì không la thử. Chứ đâu có áo nữa ông nội ơi ông nội. Tại bây giờ có thịt đỡ mày ấm mà cây. Trời chán gì đâu, có mấy, bốn mấy ký, 50 ký. Tại sao ông nội, tại ông sói bự. Sói bự là thế gì vậy? Sói bự là gì? Sói bự là bự con mày. Mày xác bự chứ sói bự gì mày? Xương to thôi. Xương to bự con phải không? Chứ đợt mày đợt thảm mày cũng bự vậy. Cũng mà phi. Thằng vô leo cái gì mà nhả tầm lúng vậy trời. Này quải mình mới trời quải mày này chú ai ơi. Mình nhậu. Qua bên trong mình ơi. Nhậu nè. Thôi đi quay nè, đi vô trong đồng quay xương tồn nè. Thầy ơi mệt đi quay xương tồn. Thôi tôi cũng đi đâu. Qua giờ con nhậu chưa tắt. Còn đi ông cố đậu, ông cố đậu. Còn đi với sáng đi cho khỏe. Không bữa nay nhậu nữa. Giờ nào đến giờ ông đậu. Còn là chưa đâu có nắng gì mấy người này. Đi vô mấy lạnh nhậu nè. Thôi em thầy em mệt không quá. Đó mình chia lại đi. Kéo nhau đủ đi. Chứ tòm ai tòm này. Thôi đánh lỡ. Đón cứ ngày đi vô nhau chính ha, đi chung lắm ha, tạm canh vô lạnh thế này, đây chắc là rồi, đi ông nội rồi, nhọn chở vợ đi bơi rồi, có quá chừng, vô bơi mới thấy nhọn chạy nhau cái sạc nãy, chở vợ đi bơi đó, đi bơi, khác không, khác không, trên giang hồ anh một mình cầm dao đem mong người ấy lấy mình á. Tao ca, tao biết tao ca giúp gì.
Củ nậu mệt đâu phải chứ. Không giờ mày nhậu đâu. Thôi. Ở nhậu đi đám cưới đó nội. Thì ngày qua em không nhậu. Ừ. Cách ngày rồi. Cưới con gì đó. Ở lại thằng cửa nắng thật ghê. Rồi này nắng thật ai còn bị hấp toi một cái hay là tàn canh gió lạnh. Ờ. Chân mày hiểu không? Hôm trước đi làm chung ra mày thứ nào chưa nói không? Đó là hồi nắng lên. Ở đây trời xài lăng cứ mùi hết con nắng. Dịp cánh lên. Rồi anh đang mua lăng cứ mùi. Rồi nó ngon này. Đây gì? Hồi đất lá hoa mùi gì cho thuốc đầy đủ hết trên đúng không? Ừ. Thôi lá hoa mùi gì? Lá biết đâu? Không biết à? Ừ. Không. Gà vô bát chừng con cái à? Hình như là hai bên nó sẽ khác nhau gì á? Thôi khỏi đi, đừng có hai bên khác nhau. Nó làm gì ông cũng gì đủ ghen hay gì hai bên khác nhau? Hai bàn tay bên mày bên nước qua bên hồi hành hả? Hai bàn tay mày cũng khác nhau mà một bên tay phải là sẽ ngón với cái tay nó bự hơn tay phải với tay trái. Mở. Nè, tay phải bự hơn tay trái hả? Ừ. Hey. Địt cái gì cũng nội. Cố mà xuống thì cũng gâm, chị bỏ lông mà thôi. Chú giữ vô, ẻ quần luôn đi. Thôi đi ba, chị bị cũng quá. Nhỏ lỡ gần tao, ẻ quần bị tôi ký vô đầu rồi, chạy khóc, về mát mẹ hoài, cũng sợ. Cái chị vô đó, đừng có nó xạo, nghe tôi hồi nào lại gà ông, ông lớn hơn tôi nhiêu tuổi, lại gà tôi ông ký đầu thôi. Tao lớn mày 3 tuổi. Ừ. Lúc tao 6 tuổi là mày có 3 tuổi rồi, không ký đâu mày được cái gì. Trời ơi, thôi đi ba. Chị giúp. Vâng. Nhỏ nhôm nhất đang xị là gần tao ký đầu ngoài sợ. Mày nước xuống rồi. Ký cái đầu cũng cái thẹo luôn kìa. Mày nước cái đầu té đầu á. Nước mày đầu nó chi luôn. Lại là mày cũng thấy đi. Mai vào nhà rồi. Lát tập trung đi kêu thằng nào có đi thổi đó ra điện. Ừ. Trời. Gì? Rồi. Chị gì đâu ra? Trời ơi. Không lẽ nào đây là sự thật? Package entertain max me ให้คุณเลือกแตกต่าง will be in support กันเลยเน็ตเพิ่มเติมในราคาเยี่ยมใหญ่โอ้จังกูหนูใหญ่เจ้าจะยอมใหญ่รอหลายเจ้าแห้งกูหนูได้หน่อยต้องทุลุ่ยต้องแบบต้องไหวแฉะด้วยเว้ยủa là trà ông cứu nội ư làm quá vấn đề thì cũng ủa là trà cái nó tao hỏi một cái ông hỏi luôn không đưa vô cái này ông kẹp vô cái đầu của mình ông nhăn có biết tao chờ cái nhà này lâu lắm rồi chưa ông cứu nội trời quá cơn mưa năm rồi đen về nói lâu trong lòng trời đen quá đã ông cứu nội ơi, cứu nội đi về lên rách giùm tôi cái. Trời ơi, trời ơi. Bữa nay chơi giờ chị dùng cái chợ muốn chào đúng mé chơi trời. Mà cái nách trái nó có như nó phải không? Ông khổng nó mũi xuống hử. Ông khổng nó mũi hử. Cũng còn được. Ủa là trời đặt cá phải ông nậu đi ở đây bởi vì ngồi cùng thừa lửa đi. Mấy kia nãy giờ ra chưa vậy? No hết rồi. No không. Trời ơi là trời thấy chưa gọi có gà không? Mấy ông nậu thì ông ngồi ông chơi người ta bởi vì ông kia không thấy lợi. Nè thấy ói hay không? Gà cơm hết rồi. Ai ói vậy? Ừ là trời. Thôi mấy ông nậu đi mấy ông nậu chơi gì? Tao tính cởi áo ra đó. Ông cởi áo không? Tôi thọt ông một cái giùm tao áo cho tôi chết luôn hả chị? Ông nội ơi cái giờ này nắng 11, 12 giờ trưa. Mở chặn một cái nữa mà đưa vô mặt một cái thì tàn canh gió lạnh luôn. Gì vậy? Ừ là trời muốn dẫn giờ hồi nãy ông về cái đầu hoài mà thở không có được gì chứ. Cố nội này chơi gì không hơi quá mà chơi. Bởi vì ra đây là bố là thổi đi ra một mình ông ngồi đây là thổi đi. Là sao? Một mình ông ngồi là thổi ra luôn. Đâu không? Đi vô rồi. Mới có nhiều dặn gì? Thôi giờ em dừng clip đây nha mấy anh chị. Mấy nó cũng ói mỡ chứ giờ nói chung mình cũng về đi chứ đây hầu nó tụ tập lắm nó trả thù à.
Thôi cả nhà xem màn trôn nước em hay và hấp dẫn, trong xin một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha mấy anh chị. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi hết video của mấy em nha. Và đừng quên bật cái chuông khi mấy em qua video mới nha mấy anh chị. Và đừng quên bấm số 1 nha. Chào tạm biệt cả nhà nha.